Khiếm thị à? Dạ đúng rồi đưa chú. Thì khiếm thị rồi à. YouTube là ai quay? Em này quay dùm. Em này quay dùm rồi sau đó về thầy chỉnh sửa. Thầy chỉnh cách nào? Thầy chỉnh bằng cái phần mềm dành cho người khiếm thị đó thưa chú. Dạ. Dạ. Về thầy chỉnh sửa rồi thầy mới up lên. Phải nói như thế nào ta? Tới cuối cùng là thầy bị cái cô Lê Thị Mỹ Ngọc này cũng giống như là cái vị bác sĩ tên là Nhân với lại một cái người cũng là xưng là ba của cô Lê Thị Mỹ Ngọc đó tên là chú Trương. Thì tới cuối cùng là thầy bị lừa, thì tất cả cái giấy tờ của thầy là bị mất hết hoàn toàn. Tại vì họ cứ nghĩ là chú Lê Thân Thiện nó đã đưa cái tiền để cho thầy điều trị mắt rồi. Đâu thầy đứng chỗ nào ta? Quầy thuốc thầy đứng, thầy đi ra ngoài đường đi xem nào. Thầy mặc áo màu gì? Dạ rồi. Đấy, chào thầy, hôm nay con Tuấn Dương thì hôm trước có nói chuyện với thầy qua điện thoại đấy. Thầy cũng tưởng là thầy mắt sáng mà không ngờ là thầy lại không thấy đường, giờ còn nhìn thấy mờ mờ không thầy? Thì lực của thầy bây giờ đã mất hoàn toàn rồi thưa chú. Vậy là trước là thầy có nhìn thấy, về sau là bị gì sao mà không thấy đường ạ? Có nghĩa là khi mà sinh ra đó thì thầy cũng vẫn còn được nhìn thấy được cái bóng. Dạ. Rồi đến khi mà 10 tuổi á, thì bắt đầu cái thị lực nó dường như là nó bị mất hoàn toàn. Dạ. Yeah. Rồi thầy đi tu từ năm nào? Thì hiện tại đó thì cái năm mà thầy học ở trường khuyết tật cũng là một cái nhân duyên đến dẫn đến cho thầy biết cái con đường Phật Pháp, có sư phụ của thầy đỡ đầu để cho thầy tu tập. Thì cái đây cũng khoảng gần 30 năm rồi. Thì hiện tại đó thì thầy cũng vì cái vấn đề thị lực kém, mà cũng như là thầy có cái giai đoạn thầy bị tai biến đó, cho nên thì thầy đã về nhà thầy tu tập tại gia. Rồi bên cạnh đó thì thầy cũng làm những cái công việc thiện nguyện để giúp ích cho những người khuyết tật, cũng giống như hoàn cảnh của thầy đó thưa chú. Vâng. Thầy, thưa thầy, thầy giới thiệu giúp con là thầy tên gì và hiện nay thầy đang ở đâu ạ? Thầy là Thiện Nhân. Thì hiện tại thì thầy đang ở Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Dạ. Và kênh của thầy là kênh Hỗ Trợ Người Nghèo TV. Hỗ Trợ Người Nghèo TV. Dạ đúng rồi. Thầy cũng có làm YouTube. Dạ. Mà sao cái cơ duyên nào mà thầy này biết thầy làm YouTube? Thì cũng không giấu gì chú. Năm 2020 vừa qua đó thì thầy có biết được một cái cô bé đó là nói là ở Vĩnh Long. Thì cô bé tên là Lê Thị Mỹ Ngọc. Thì khi mà đi thiện nguyện cùng với thầy được mấy chuyến thì cô nói là cô bệnh nặng. Thì cô mới hiến cái giác mạc cho thầy để mà mong cho thầy có thể cái ghép giác mạc để mà được sáng mắt giống như bao nhiêu người khác, để cái con đường hoằng pháp lợi sinh của thầy được thuận lợi dễ dàng hơn. Thì khi mà thầy biết được á, cái kênh YouTube đầu tiên đó là của chú Lê Thân Thiện. Thì chú cũng nhiệt tình kêu gọi cái sự phát bồ đề tâm của quý vị khán giả thân thương để gieo duyên giúp đỡ cho thầy để có được cái điều kiện đi khám mắt. Nhưng mà tới cuối cùng đó là phải nói như thế nào ta? Tới cuối cùng là thầy bị cái cô Lê Thị Mỹ Ngọc này cũng giống như là cái vị bác sĩ tên là Nhân với lại một cái người cũng là xưng là ba của cô Lê Thị Mỹ Ngọc đó tên là chú Trương. Thì tới cuối cùng là thầy bị lừa, thì tất cả cái giấy tờ của thầy là bị mất hết hoàn toàn. Tại vì họ cứ nghĩ là chú Lê Thân Thiện nó đã đưa cái tiền để cho thầy điều trị mắt rồi.
Đó cho nên thì chở thầy lên tới trên Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để bỏ trên đó. Thì thầy cũng phải nhờ điện thoại để mà nhờ chú Lê Thân Thiện đến để mà giải cứu giúp cho thầy. Đó là như vậy. Rồi từ đó thầy có một cái mãnh liệt hơn đối với cái con đường làm YouTube. Thầy cũng nói là thôi bây giờ mình giúp cho mình, thì cũng như là mình giúp cho mọi người vậy, thì bây giờ mọi cái điều tốt đẹp nhất của mình không nhận được thì mình hãy mang nó đến để chia sẻ cho mọi người. A Di Đà Phật. Đó thì thầy rất là đồng hành cũng như là chia sẻ với những người mà bị khuyết tật giống như thầy, cũng như người già neo đơn. Vậy thì hôm trước qua điện thoại thầy có gọi cho con kêu là muốn giúp đỡ một cái hoàn cảnh nào đó, thì vậy là trường hợp nào thưa thầy? Và thầy cũng xin được báo sơ bộ với chú Tấn Dương. Thì thầy có tiếp nhận được cái thông tin từ phía chỗ cô Hoa ở phòng thuốc nam của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì cổ có điện cho thầy là cổ nói là có cái người cậu tên là Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1970 ở Châu Thành, Kiên Giang. Thì có người vợ thì cũng bị cơm nước, dường như là cũng mất thị lực cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Rồi khi mà chú đi phụ hồ đó thì không may là đưa sắt lên dướng phải cái lưới điện cao áp. Đó cho nên thì dẫn đến là chú phải bị cắt một chân, và đồng thời là phải có gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Thì dường như là hai tay của chú cũng không có khả năng để dưỡng lại được đó thưa chú. Cho nên thấu hiểu được cái hoàn cảnh đó. Và thầy cũng thấy kênh của mình này nó cũng còn nhỏ quá, cái sự lan tỏa cũng không có đến được nhiều quý vị khán giả, cho nên thì thầy mạo muội đến để mà nhờ cái sự giúp đỡ từ phía chú Tấn Dương. A Di Đà Phật. Vậy thưa thầy, những mình có cái thông tin nào mà đã từng có cái hình ảnh nào, vì như bây giờ trong bệnh viện là không có được vào trực tiếp trong phòng khoa phỏng đúng thầy? Dạ đúng rồi thưa. Đấy, bây giờ thì khi đang Covid nên là cái việc vào cũng rất là khó khăn, thì mình có những cái thông tin nào rồi hoặc có những cái hình ảnh nào rồi thầy để chia sẻ cho con biết được không ạ? A Di Đà Phật. Thì thầy cũng xin mời cháu Yến con có thể chia sẻ những cái hình ảnh cũng như những cái giấy tờ để cho chú Tấn Dương được nắm, cũng như quý vị khán giả được nắm á con. Cháu này là cháu Yến, là đúng rồi, là con dâu của chú Nguyễn Văn Tư. Con dâu của người mà đang đúng rồi, đang nằm viện. Dạ dạ đúng rồi. Là dâu. Dâu. Chú Yến là năm nay nhiêu tuổi? Là dạ. ba chồng đúng không? Dạ, năm nay con 20 tuổi. Rồi còn ba chồng con bao nhiêu tuổi? Ba chồng con 51 tuổi. 51 tuổi. Dạ. Là ba chồng bị sao con? Dạ, ba chồng con bị điện giật. Điện giật. Dạ. Thì bây giờ thì đang điều trị như thế nào rồi? Dạ. Nằm ba... ở giường nào, khoa nào? Dạ, bây ba con á, hiện tại đang nằm ở khoa phỏng, lầu 4, phòng số 1. Và bác sĩ cũng cho hay á, là ba con á, là hai tay có thể sẽ giữ không được. Thứ năm này á, bác sĩ cho hay là con mới đi ký giấy mổ là thứ năm này sẽ cắt bỏ một tay bên trái, còn tay bên phải hiện tại nuôi ngày nào hay ngày đó. Bây giờ á, nếu như mà tay bên phải không may nó không nuôi được thì có thể là sẽ cắt luôn. Ba con hiện tại là cái bị cắt một chân phải và bốn ngón chân trái. Cắt một chân phải và bốn ngón chân trái rồi. Dạ. Còn bác sĩ đánh giá cái mức độ phỏng bao nhiêu phần trăm? Dạ, cái đó thì bác sĩ khám, cái đó con không có lên được. Tại mỗi lần bác sĩ khám là chỉ nói với ba con, rồi bác sĩ kêu con ra ngoài, rồi nói là tình trạng ba con vậy vậy thôi chứ không nghe. Nhưng bây giờ đi ra ngoài chưa, nằm phòng hồi sức chưa hay vẫn nằm trong phòng điều trị? Dạ, nằm ở trong ngoài phòng ở ngoài chứ không có vô trong phòng hồi sức, cũng nằm ở ngoài phòng, nằm phòng thường. Rồi vậy có những ai đi thăm, đi chăm ba con? Dạ chỉ có hai, lúc đầu là chỉ một mình con, rồi sau đó là ba con là ký giấy là mổ một cưa bỏ một cái chân, là con nói là thôi bây giờ con không có ký giấy được, tại vì con làm dâu không có ký giấy được, là phải nhờ ông anh thứ ba là lên ký giấy, là con ruột của cha là lên ký giấy mổ một chân. Rồi sau đó là bác sĩ cũng cho anh đó xuống, nhưng là để một mình anh con trên đó nuôi lo cho ba con. Rồi sau khi ba con làm giấy tờ rồi hết, rồi ba con mới
yếu đi, cũng mấy bữa hổm là ba con cũng mệt cũng yếu, con lo không sể, con mới xin bác sĩ trưởng khoa là cho thêm một người, là bác sĩ mới cho chồng con lên lặng lo phụ tiếp. Vậy bây giờ ba có bảo hiểm y tế không? Dạ không, ba không có bảo hiểm. Không có bảo hiểm y tế. Dạ. Vậy thì cái chi phí điều trị hiện nay như thế nào, mình có cái điều kiện mình lo tới đâu rồi? Dạ hiện tại thì cũng anh Hậu á, anh cũng lo cho ba được 30 triệu và các mạnh thường quân cũng cho ba con được một chút ít. Dạ, rồi bây giờ hiện tại là nhà con á, nếu mà lo cho ba luôn á thì nhà con không có khả năng, tại vì nhà người nào bên nào cũng khổ cũng nghèo hết, là nhờ anh Hậu đó ảnh lo cho ba được 30 triệu. Anh Hậu là ai đây? Dạ anh Hậu làm xây dựng là cái đường bước Hậu ba. Xây dựng. Dạ. Có nghĩa là cái người chủ hầu nữa đúng không? Dạ. Chủ hầu giúp 30 triệu. Dạ, là chủ hầu giúp được 30 triệu. Dạ, các mạnh thường quân á, hôm rày á, cũng cho ba con á, là cô Lý Phạm á, là cho được 10 triệu. Với cái cô gì gửi qua không có để tên là cho được 3 triệu 2. Với anh, với chú Hùng là cho được, với cái cô gì đó là cho được 11 triệu 700 ngàn. Mà vậy thì bây giờ ý chú hỏi là chi phí điều trị thì mình có còn bác sĩ báo là có thiếu nhiều tiền hay là như nào không? Dạ bác sĩ là không có báo một lần là chi phí bao nhiêu, thì mỗi một lần ba lên ca mổ như vậy đó là bác sĩ mới đưa giấy xuống đi đóng tiền, mà mỗi một lần đóng tiền như là 10 triệu. Tức là cứ tạm ứng trước đúng không? Tức ứng trước viện phí. Ứng 5 lần rồi. Thì mỗi lần bác sĩ đưa giấy xuống là đi tạm ứng giấy. Chưa có báo là bao nhiêu hết. Rồi còn cái dự kiến thời gian điều trị bao lâu bác sĩ có nói không? Dạ không, bác sĩ nói ở đây thì lo tới đâu hay tới đó. Vậy là ba nằm viện được bao lâu rồi? Dạ ba con vô nằm bệnh viện từ hồi bữa 8 tây tháng 4, là tới bữa nay là cũng được mười mấy ngày rồi. Ngày, hơn 10 ngày rồi. Dạ được 10 ngày rồi. Hôm nay là 19, 20, 12 ngày. Dạ. 12 ngày. Vậy ở trước là nhưng mà làm sao mà mọi người biết để giúp đỡ? Trước là đã có kênh nào tới quay rồi chia sẻ giới thiệu chưa? Dạ chỉ có mới có sư thầy là bên kênh YouTube người giúp đỡ người nghèo đó là mới quay, còn bên mọi người á là đăng lên Facebook bên cộng đồng mạng. Dạ với chú Tướng Dương đó. Thì ví dụ như mà mình muốn lên thăm thì buổi tối thì có lên thì có vào được không? Dạ không, lên không được. Tại ta nói là tình hình dịch Covid là người ta không cho thân nhân lên thăm bệnh nhân, là chỉ có người nuôi được lên thôi, còn ngoài ra toàn bộ không giải quyết cho lên. Vậy có cái hình ảnh nào mà không phải cái hình ảnh, cái hình ảnh nào mà liên quan tới ba con đấy? Dạ có. Hôm qua thì bác sĩ có chia sẻ với thầy đó. Dạ. Là cái chú đó là hiện tại là bị bỏng 14%. Dạ. 14%. Đúng rồi. Dạ, hôm qua thì thầy tiếp nhận cái thông tin là báo là cái chú. Thưa quý vị và các bạn, theo cái chính sách của YouTube đó, thì những cái hình ảnh mà vết thương hở, máu me, bạo lực thì họ không có khuyến khích để đưa lên YouTube, nên là cái đoạn này thì Tuấn Dương sẽ làm mờ và chỉ có thể nói tiếng thôi. Vì nếu mà đưa lên YouTube ấy thì họ sẽ không có khuyến khích những cái hình ảnh này, bạo lực đẫm máu và nó gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Nguyên tắc của họ là như vậy, thì mong cô bác anh chị mình thông cảm. Là hiện tại là còn âm tiền bệnh viện 2 triệu thì tới trưa này thì nghe con bé này là nó thanh toán rồi. Thấy cũng cái tay này vậy là cháy luôn rồi. Cháy luôn. Dạ là chuẩn bị thứ năm cắt cái tay này. Định là cái tay này nó cháy đen lại rồi. Lóc hết thịt ra rồi này. Rồi còn đâu nữa, chỉ bị tay này thôi còn. Trời, mười mấy phần trăm nhưng mà cái này nặng đấy vì ấy hết vào. Đúng rồi. Xương này dơ, xương này hết rồi. Thấy xương luôn rồi đó. Dạ còn đây nữa nè. Ôi trời. Chân. Chân cái nào cắt rồi? Chân bên trái cắt rồi.
Chân bên phải, chân bên phải, cắt chân bên phải rồi. Cái chân nào cắt rồi? Chân bên đây cắt rồi, có cái lần chân cắt rồi. Cắt là họ bỏ, họ lấy luôn à? Hay là họ giao cho mình rồi mang về nhà mình? Họ lấy luôn, họ không có đưa lại cho con. Tưởng đâu mình họ đưa lại mình mang về nhà mình giống như là mình chôn hoặc là mình an táng gì đấy kiểu thế. Đã có video quay không à? Chứ không có. Có video quay với bà con. Đâu con mở cái đoạn đấy ra chúng coi video à, đang nằm ở đây. Đây là chân này lúc trước chưa cắt thì đây, còn đây cắt rồi đây. Con xoay ngang này ra cho nó. Thế rồi mẹ đâu? Dạ mẹ con hiện tại đang ở chỗ con, là được chú Hùng là nói là thứ sáu này mẹ con đi mổ mắt. Mẹ làm gì mà lại đi mổ mắt? Dạ mẹ con bị mai cườm nước. À mẹ bị cườm nước à, đúng rồi thầy mới nói hồi nãy đúng không? Thì thầy cũng thông tin thêm cho chú Tấn Dương cũng như quý vị khán giả được nắm đó. Là cô vợ của chú Tư đó. Dạ. Là thứ sáu thì có chú Nguyễn Hùng ở với Bạc Liêu thì chú cũng đưa cô đi mổ thực mắt với cái điều kiện giống như là từ thiện không có tốn phí đó thưa chú. Dạ. Đó thì sáng nay thì cũng mới nhận được cái thông tin là như vậy. Vậy. Dạ. Thì con cho chú xem những cái biên lai đóng tiền viện phí đó. Bình Dương là bị tai nạn ở Bình Dương à? Dạ. Cái này là trở lên bệnh viện Bình Dương. Trở lên Bình Dương. Khoan, cái đấy là ngày nào ta? Ngày 8 tháng 4 là trở lên bệnh viện Bình Dương. Là bị ngày này luôn. Xong còn lên Chợ Rẫy là đây là 16 tháng 4 này, tạm ứng 10 triệu. Ngày 8 tháng 4 là 3 triệu, là tạm ứng lần 1. Tạm ứng lần 2 là đây đề xuất tạm ứng lần 5 triệu. Đấy còn đề xuất tạm ứng lần 3 10 triệu. Dạ còn lần kia là anh ba giữ cái miếng giấy đó mà ba lên cho bỏ cho chú. Vậy là còn mấy cái hóa đơn kia là người khác giữ. Dạ là con ở đây là con chỉ giữ như giấy thôi là còn cái kia là anh buộc đi lên đóng tiền là còn một lần đóng tiền đó là. Thì ăn uống ở đây thì con ăn ra sao? Ăn ngủ ở đâu? Con nằm ở dưới giường của ba con. Con ăn á là con xin cơm từ viện, với cơm ở trên bệnh viện người ta phát á. Rồi với con đi ăn, mua mì ly, con mua này kia đồ ăn thôi. Ê, bây giờ mình có nắm được là cái chi phí điều trị dự kiến là sẽ là bảo khoảng bao lâu, thời gian điều trị bao lâu và chi phí tổng là khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ không, cái đó thì bệnh viện chưa có cho hay, là chỉ đưa giấy xuống là đi đóng tiền thôi chứ bệnh viện chưa có báo. Vậy thì bây giờ nếu muốn giúp đỡ gia đình nhà con thì giúp như thế nào? Theo con thì như thế nào? Dạ con cũng chỉ mong là các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân là giúp đỡ cho ba con trong cái lúc này, cái lúc khó khăn này cho ba con vượt qua. Cái khó khăn này là con mang ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn con. Đấy, thưa thầy là trường hợp này thì trước con cũng có giúp nhiều cái ca mổ mà điều trị bị phỏng ấy. Có những người là phỏng tới 80-90% cơ. Thậm chí là cưa cắt cụt cả tứ chi cơ chứ không phải là một chi nữa. Thì cái này cũng đúng như cháu nó nói là cái chi phí điều trị thì mình cũng không biết được chính xác. Bởi vì là nó còn theo cái diễn tiến của tình trạng bệnh. Đó thì theo cái diễn tiến của tình trạng bệnh nữa. Và có nhiều trường hợp ấy là về xong rồi lại nhiễm trùng lại còn quay lên nữa. Đó, con đã gặp nhiều cô rồi, có những cái cô là phỏng tới 70% nữ ấy, xong rồi về thì trong cái điều kiện ở gia đình nó không có được tốt ấy. Ê, nằm mà mồ hôi nó ra rồi ngứa gãi rồi nó lại nhiễm trùng, nó lại mung mủ lại phải lên 1-2 lần nữa rồi mới dứt điểm được. Thì bây giờ thì theo thầy là như thầy theo cái nguyện vọng thầy là giúp cô này thì bây giờ giúp ra sao rồi?
Thì bây giờ thì thầy cũng chia sẻ với lại chú Tấn Dương cũng như quý vị khán giả. Thì không biết là cái sự thứ nhất á, là nói về phước báo, thì không biết là chú Tư này có cái nhân duyên đối với toàn thể quý vị khán giả thân thương hay không. Thì bây giờ nói chung là bây giờ hiện tại đó là giúp được đến bước nào thì hay bước nấy thôi. Thì cũng như thầy đã chia sẻ về cái quá trình năm 2020-2021 vừa qua đó, là thầy cũng đã bị cái nhóm gọi là giống như là lừa đảo vậy đó. Thì cho nên thì hiện tại thầy cũng có nói với chú Lê Thân Thiện là bàn trả lại cái số tiền mà quý vị khán giả đã phát tâm cúng dường cho thầy để thầy đi phẫu thuật mắt đó. Thì hiện tại thì cũng còn khoảng nghe chú Lê Thân Thiện báo là còn khoảng hơn 100 triệu đồng. Thì thầy có bàn với chú hôm đợt trước đó là mua dùng cái số tiền đó để mà mua xe lăn để mà hỗ trợ cho đồng bào bị khuyết tật để cho họ có điều kiện họ di chuyển, họ bán vé số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng như Bạc Liêu cũng như là Hậu Giang đó. Thì những cái nơi mà thầy đến thầy giúp đỡ cho đồng bào có những người bị khuyết tật cũng như người già neo đơn đó thưa chú. Thì hồi nãy thì thầy cũng có chia sẻ trên cái clip của thầy đó là thầy rất mong chú Lê Thân Thiện có thể xem xét mình mua xe lăn ít lại một chút, mình dùng một cái khoản tiền là 25 triệu đồng của người Phật tử cúng dường cho thầy đó. Để mà giúp cho chú Tư, đó là cái bước giúp đầu tiên của thầy. Thì thầy cũng rất mong là chú Lê Thân Thiện có thể hiểu cho được cái sự trăn trở của gia đình của chú Nguyễn Văn Tư cũng giống như là cái tâm nguyện của thầy ở đây. Thì đó, thì trong cái thời gian chờ đợi để mà thầy sẽ trao đổi thêm với lại chú Lê Thân Thiện, thì thầy sẽ dùng các khoản tiền 25 triệu đó để gửi cho chú Tư có cái phần trang trải thuốc men trong cái thời gian sắp tới. Và còn cái vấn đề hữu duyên thì nhờ quý vị khán giả thân thương hãy trợ duyên cùng với lại gia đình, thì nói chung là được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Do cái phước cái phần của chú mà nên. Nếu như vậy hay với đạo Phật. Thì thưa thầy, thì thôi thì những cái gì mà con thì cũng mới gặp thầy này lần đầu tiên. Thì những cái chuyện mà thầy nói mà bị lừa đảo hoặc giúp đỡ đối với các kênh YouTube khác ấy, thì con cũng xin phép là con không có ý kiến gì hết. Đấy, thì con cũng không có tìm hiểu nên là con cũng không có biết cái chuyện đó nó như thế nào cả, thì con không có ý kiến gì cả. Thì cái đấy thì thôi thầy nói thì thôi, thì có gì thầy cứ làm việc với những cái đơn kênh mà có liên quan. Còn cá nhân con thì con thấy nhận được cái lời đề nghị là giúp đỡ cái hoàn cảnh này đó. Thì cá nhân con là thì cũng mình cũng rất là hay phát cơm ở đây. Phát cơm ở đây các ngày trong tuần. Đó thì hiện nay cũng có một số tiền, là có một cô cũng có gửi cái số tiền là hơn 8 triệu đồng để giúp ở Úc ấy, để giúp một cháu mổ mắt. Nhưng mà vừa rồi thì giúp cháu mổ mắt này là cũng đã hoàn thành xong rồi. Cháu đã mổ được rồi, hơn 100 triệu nhưng mổ xong rồi. Thì gia đình cháu cũng đã xin cái số tiền đấy nhưng mà muốn là nhường lại cho cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì có được thầy giới thiệu ở đây thì con cũng có nắm được gia đình nhà anh gì nhỉ? Anh Nguyễn Văn Tư là bị phỏng, thì con nghĩ là cái điều trị này chắc là sẽ còn lâu dài. Đúng rồi. Chứ không phải ngày 1, ngày 2. Thì bây giờ trước tiên là tiếp nhận được cái thông tin của thầy, con xin cảm ơn. Và bây giờ như này, cháu thì nếu mà ở đây ấy, cái chỗ số 3 trên 6 là đi thêm vài bước nữa thôi là cái quán cơm của bà Tư, thì chú rất là hay phát cơm ở đó cứ các buổi chiều trong tuần. Nhưng đợt này thì con có mấy công việc là đi phát quà trên Tây Nguyên nên là chưa, không có phát thường xuyên. Chứ còn trước thì ngày nào từ thứ hai đến thứ sáu là cũng có phát cơm ở đó. Thì bây giờ thì trước tiên là tiếp nhận cái thông tin thầy gửi. Thì nếu mà cháu lát thì có chú xin cái số điện thoại. Thế rồi hàng ngày thì cứ khoảng 2 giờ rưỡi đến 3 giờ đấy. Ngày mai thì chú có phát cơm chay ở đây. Ngày mai phát cơm chay thì con ra con cập nhật cái thông tin. Ví dụ còn mà điều trị lâu dài, vì con nghĩ là nếu bây giờ thầy có gửi cho cháu ví dụ như 25 hay 30 triệu thì mình cũng chưa biết được cái chi phí điều trị
nó như thế nào. Nó không biết là thừa hay thiếu, mà con nghĩ là phần thiếu thì chắc là nhiều hơn phần thừa chứ thiếu thì chắc sẽ nhiều hơn. Bởi vì cái điều trị này nó cũng khá là dài. Thì con cũng đã vì những cái trường hợp ở khoa phỏng như là phỏng điện, phỏng xăng, rồi con cũng đã thậm chí là có gia đình bị hại ấy, họ đốt cả 4 người trong nhà ấy, là có người 2 người chết rồi có khi còn 2 người sống, là điều trị rất là lâu dài. Thế thì cái này thì một mặt là con với thầy cũng chung tay giúp đỡ, thì một phần nữa thì có thể là cháu ấy, có những cái hồ sơ giấy tờ gì mình có thể liên lạc với bên phòng công tác xã hội ấy, là họ có thể mình tranh thủ cái sự giúp đỡ thêm nữa. Vì trước có những cái qua thì này có gọi lên phòng công tác xã hội của bệnh viện Chợ Rẫy đó. Thì bên đó người ta cũng nói là sẽ đang có những cái giải pháp để mà hỗ trợ thêm một phần nào đó cho chú Nguyễn Văn Tư này. Thì người ta cũng có nói là nếu như mà thầy có muốn đến thăm, hiện tại thì cũng không có vô thăm được, thì mình chỉ gặp được người thân của bệnh nhân thôi. Thì đó, thì bây giờ nếu mà mình cần tìm hiểu thông tin gì đó thì cứ gọi lên đây, người ta sẽ cung cấp cho mình. Đó như vậy. Thì ở đây thầy sẽ cập nhật cái thông tin giống như tình trạng sức khỏe của chú Tư. Cái vấn đề điều trị sắp tới của chú là nó diễn biến như thế nào để mà thầy có thể vận động kịp thời để giúp đỡ cho gia đình của chú. Như vậy. Thì con nghĩ là mình cũng khi mà các cô bác giúp ấy, thì nếu mà nó có một cái hướng điều trị hoặc là cái con số cụ thể ấy, thì mình biết mình vận động chỉ trong vòng cái số tiền đó thôi thưa thầy. Còn hiện nay thì mình cũng giúp nhưng mà nó cũng chưa biết là nó sẽ đi tới đâu cả. Đấy, thì trước thì thường thì con thì hay giúp bằng cách là ví dụ như một lần ứng viện phí là 10 triệu chẳng hạn, thì cũng dẫn gia đình đi đóng cái tiền tạm ứng đó. Đấy, rồi ví dụ nhưng mà trong đó thì cũng có nhiều cô bác là ví dụ muốn giúp cho thêm có một cái số tiền về để bồi dưỡng ấy, thì cái đó thì mình sẽ đưa bên ngoài. Còn một số cô chú mà muốn giúp thẳng vào là tiền đóng viện phí thầy thì sẽ tạm ứng cái viện phí đó. Đúng rồi, với chú Tướng Dương như thế này thì cũng có một số mạnh thường quân đó, khi mà tiếp nhận nghe cái thông tin của thầy chia sẻ đó thì yêu cầu thầy cũng như là những người có liên quan đó nên là tổ chức là đóng tiền viện phí cho gia đình, chứ không giao tiền cho gia đình giữ. Lý do là bây giờ bệnh viện là chỗ đông người, đúng rồi, thì lỡ mà như mà nó có cái chuyện thất thoát đó thì nó ảnh hưởng đến gia đình người ta. Đúng rồi, nó như thế cái điều đó cũng không có tốt. Thì thường con hay làm này cũng hay là đóng tạm, đưa gia đình dẫn đi đóng viện phí tạm ứng. Bởi vì có những cái trường hợp với thầy là gần đây nhất con phát cơm là có những người mất mấy cây vàng ấy, là mang vàng đi để đi theo để lên đây để chữa bệnh, để không biết là rồi sẽ bán đi để mà chi phí đấy thầy. Nhưng mà do nằm ngủ rồi trong quá trình đi lại là bị kẻ gian nó móc mất, rất là uổng. Nên là mình một phần mình giúp nhưng mình cũng phải giúp cả cái giải pháp nữa để sao cho nó hợp lý. Ví dụ như là đưa tiền cái là đưa tiền ban ngày xong rồi đi tạm ứng luôn đó, thì chỉ giữ trong người một chút xíu thôi, hoặc là một số ít tiền để mà chi tiêu thôi, chứ còn cầm trong người số tiền lớn thì nó cũng không có được an toàn ở trong cái môi trường ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Đúng rồi, vừa tính mạng rồi nhiều khi lại nó còn nhiều các cái hệ lụy nữa. Giả sử khi mà thầy tiếp nhận cái số tiền là 25 triệu, khi mà thầy có chia sẻ với chỗ chú Tấn Dương cũng như là chỗ Yến đó, là thầy sẽ trao tượng trưng có mặt Yến cùng chú Tấn Dương. Sau đó đó, tại vì điều kiện của thầy thì con cũng biết rồi, thầy ở xa, thầy ở tận Sóc Trăng. Mà hôm nay thầy đã vượt hơn khoảng chừng gần 300 cây để mà lên đây. Thì thầy giao cho con tượng trưng, sau đó con giao lại cho chú Tấn Dương là cái người trực tiếp ở gần đây, chú có thể giữ và thanh toán viện phí hộ cho ba con. Đó như vậy. Thì được như vậy thì thầy mới an tâm, chứ thật ra bây giờ giao cho con lỡ mất á là ba con không hết bệnh, mà phụ lại cái sự kỳ vọng của quý vị khán giả dành cho gia đình con nữa. Cái điều đó không có nên. Thì chắc thôi thì con cũng cập nhật tình hình như vậy, thì có gì thầy cứ thông tin cho con. Đấy, còn hiện nay thì cái hoàn cảnh này thì con cũng chưa có vận động bất cứ cái gì cả, vì hôm nay mới gặp thầy. Thế thì nếu như mà cháu nó còn ở đây
Và còn ra lãnh cơm ấy thì có cứ cập nhật tình hình để mình biết mình có những cái đường đi nước bước nào, vì các cháu này cũng mới tuổi đời mới chừng khoảng 20 thì nó cũng còn trẻ, nó cũng chưa có va vấp nhiều. Dạ. Mà như tụi con thì những các cái trường hợp phỏng này, như năm vừa rồi là con đúp chắc khoảng hơn 20 cái ca phỏng. Ca nặng nhất là 95% các thầy. Đấy, nên là con cũng có biết một chút, và thậm chí là bác sĩ khoa phỏng, mấy bác sĩ đấy là cũng giới thiệu cho con những cái ca mà bị nặng ấy, để giúp đỡ thêm. Thì thôi, trước mắt như vậy con cũng xin cảm ơn thầy đã lên đây để chia sẻ. Và nếu mà có cái vấn đề gì liên quan đến cái ca này đó, những cái cháu mà nó, cháu này gia đình còn ra đây ấy, mình cập nhật được thì có cái sự khó khăn nào đấy thì mình sẽ nhờ cộng đồng mạng này giúp đỡ thêm. Dạ. À, thầy có đồng ý không thầy? A Di Đà Phật, được như vậy thì quá quý rồi. Dạ dạ. Thì thầy cũng không biết nói gì hơn. Thầy xin chân thành cảm niệm ơn đức của chú Tấn Dương. Dạ. Cũng như quý vị khán giả thân thương của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Dạ. Chúc cho toàn thể quý vị thân tâm an lạc, vàng sự cát tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn dạ. Thầy. Rồi con có thể đọc số điện thoại của con không? Con 0848. Rồi chú cảm ơn. Con tên gì? Dạ con tên Trần Thị Yến. Chú tên Tuấn Dương nhé, nhưng mà chú sẽ không chia sẻ số điện thoại của con lên đâu. Thì thưa thầy là có những trường hợp ấy, chia sẻ số điện thoại này lên ấy, xong là người ta biết là có một số người đóng góp cho tiền. Đúng rồi. Thế xong rồi họ gọi ra bệnh viện, ra cổng họ bảo là bây giờ lấy chị sẽ được 20 triệu, bây giờ chị đưa 5 triệu gì đấy để lấy cái số tiền này ra. Hoặc là chuyển khoản ấy thì họ kêu đọc cái mã số. Nhưng mà họ lấy cái thẻ của mình rồi họ chỉ cần cái mã số thôi là họ giấy được tiền ra. Đấy là có những ca trước cái cháu Hải Đăng mổ tim ấy là mẹ thì không biết, cứ tưởng người ta chuyển tiền. Yeah. Mà mỗi một lần đọc cho họ cái mã số là mất đi mấy chục triệu. Đó. Rồi vậy con nhá. À, rồi.